棒。 Bebe Ding. Chào các bạn. Hôm nay là lễ Halloween. Cá mập con đã tìm thấy chiếc gương to này. Cùng lại đây nhìn xem nào. Hả? Đó không phải là cá mập con màu vàng trong gương, mà là một cá mập ma con. Cá mập ma con đã bước ra khỏi gương. Chạy nhanh thôi, cá mập con. Cá mập ma con tặng quà cho chúng ta kìa. Hãy cùng nhau mở quà ra nhé các bạn. Hãy bắt đầu với cái này nào. Con đã biến thành phù thủy rồi. Wow, một cây chổi. Chúng ta sẽ bay trên cây chổi này. Làm phù thủy tu 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 tu, làm phù thủy tu 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 tu, làm phù thủy tu 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 tu, phù thủy nè. Người đang chế nhạo ta sao? Hi ya. Lần sau đừng có gan mà chế nhạo ta nữa, nghe chưa? Bạn có muốn mở hộp tiếp theo không? Cùng mở nào. Lần này cá mập con đã biến thành một bộ xương rồi kìa. Bạn có thích nó không? Làm bộ xương tu 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 tu, làm bộ xương tu 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 tu, làm bộ xương tu 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 tu, bộ xương nè. Có một cá mập bộ xương nữa. Rất vui được gặp bạn. Wow, cá mập bộ xương này trông ngon quá kìa. Cứu với. Đáng sợ quá đi. Mừng quá bạn không sao cả. Hả? Bạn muốn mở hộp thứ ba sao? Bạn có chắc không, cá mập con? Wow, một cá mập macaron với hàm răng sắc nhọn. Hãy nhìn chiếc áo choàng đó kìa. Macaron đây tu 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 tu, macaron đây tu 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 tu, macaron đây tu 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 tu, macaron. Wow, đây hẳn là một lâu đài của macaron. Rất vui được gặp bạn, cá mập con. Bạn có muốn vào trong và cùng ăn tối với tôi không? Ôi, đáng sợ quá. Cảm ơn ngài Macaron, không cần đâu. Không, không ai được quyền nói không với ta hết. Đi nào. Ôi không, làm ơn để cho cá mập con đi đi. Ôi, đứng lại đó cá mập con. Wow, giỏi lắm cá mập con. Bạn thật thông minh và dũng cảm khi sử dụng răng của mình. Bạn thật sự đã làm Macaron sợ hãi. Nhưng hộp thứ tư biến đâu mất rồi. Hả? Cái gì vậy? Là một lũ zombie. Chạy mau đi cá mập con. Ôi không! Cá mập con đã trở
thành zombie. Mọi chuyện ổn cả chứ? Làm zombie chu 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 chu, làm zombie chu 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 chu, làm zombie chu 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 chu, zombie nè. Cá mập phù thủy, cá mập bổ xương, cá mập ma cà rồng, cá mập zombie. Ai là người đáng sợ nhất? Cá mập ma con, bạn trở lại rồi. Mọi chuyện ổn chứ? Wow, cá mập con trở lại bình thường rồi. Thật là may quá. Này các bạn, điểm qua cái trò chơi thú vị của chúng mình, Hòa Ping Pong Plus. Hãy chơi thử miễn phí ngay bây giờ.